Và mình tin rằng đây cũng sẽ là cái sự khởi tạo cho những cái điều tuyệt vời sẽ đến với Quốc Trang trong năm 2024. Tôi cảm ơn thầy đã cho tôi một động lực và cho tôi những cái niềm tin để cho tôi có được kết quả, cho tôi những cái mục tiêu của năm 2024, đạt mục tiêu chiến thắng năm 2024. Tôi cảm ơn thầy rất nhiều. Học này thì mình sẽ đem những cái thức quý báu này đem về để chia sẻ đối với hệ thống của mình. Và mình những các bạn nào mà mình ngày hôm nay mình không đến được khóa học tuyệt vời của thầy luyện ngày hôm nay thì mình mong rằng khóa học các bạn phải đến nha. Vì các bạn đến, các bạn sẽ được khai sáng và các bạn sẽ biết làm thế nào để mình có được tiền nhé. Công ty muốn gửi gắm đến tất cả các bạn đó là tiền bằng thời gian nhân với năng lực và quy mô. Chúc tất cả các bạn trong tương lai nhất thật sự tuyệt vời chiến thắng trong năm nay 2024. We are the champions.
mọi người làm thế nào để mọi người có một cái hành trình 2024 đi rất là rõ ràng, rất là chi tiết, phụ thuộc vào cái công thức thành công của thầy đã dạy cho chúng ta hôm qua. Thầy ba từ khóa mọi người còn phải nhớ là gì ạ? Đơn giản, nhanh thành công, và chúng ta phải hạnh phúc với những gì chúng ta đang làm.